Buổi chiều mưa sông cha biến thành cánh bướm bay đi, cha bay lên tìm về bên Chúa, cha bỏ đàn con mồ côi, tim con đau thắt nỗi nghẹn ngào, rừng rừng mi ướt hoen lệ trào, trên lòng nhìn cha bước theo tiếng Chúa gọi từ trời cao. Con nài xin Thiên Chúa thương đưa tay đón cha của con, cho hướng phúc vinh nước thiên đàng, dù phần hèn cha con nào đang. Tuy cha con đứng mong tay mòn, nhưng con tin phải lương hay hà, Chúa từ nhân sẽ thương cho hưởng phúc bên Ngài. Đau lòng kẻ làm con không níu lại được bước chân cha, đôi tay con hụt hẫng chơi vơi khi bóng hồn cha dần xa. Cha mang theo tất cả bầu trời với trong con ý nghĩa cuộc đời, con nguyện xin Chúa thứ tha bao trót phàm của đời cha. Con này xin Thiên Chúa thương đưa tay đón cha của con, cho hướng phúc vinh nước thiên đàng, dù phần hèn cha con nào đang. Tuy cha con đứng mong tay mòn, nhưng con tin phải lương hay hà, Chúa từ nhân sẽ thương cho hưởng phúc. Đàn con bơ vơ khi nóc nhà bị trống bay đi, xa phong cương thường cùng đau ly, cha để đàn con tự lo, vây quanh cha trao lũ con đàn dâng câu ca tiếng kinh mừng lòng, khấn cầu Thiên Chúa thứ tha yêu hèn phần người của cha. Con này xin Thiên Chúa thương đưa tay đón cha của con, cho hướng phúc vinh nước thiên đàng, dù phần hèn cha con nào đang. Tuy cha con đứng mong tay mòn, nhưng con tin phải lương hay hà, Chúa từ nhân sẽ thương cho hưởng phúc bên Ngài. Môn trời đầy mây đen kéo đến phụ trẻ quất thai sơn, đôi tay cha ngày xưa mạnh mẽ nay cũng đành buông thả xuôi, con trông theo cánh bướm linh hồn cha bay qua đớn đau phần người, trở về bên Chúa trải qua chuỗi hành trình cuộc đời cha. Con này xin Thiên Chúa thương đưa tay đón cha của con, cho hướng phúc vinh nước
thiên đàng, dù phần hèn cha con nào đáng. Tuy cha con đứng móng tay mòn, nhưng con tin với lương hai hà, Chúa từ nhân sẽ thương cho hưởng phúc. Tự nhân sẽ thương cho hưởng phúc bên
năm qua đi còn làm gì, vĩnh hoa dương gian chút bụi mờ. Một cơn gió thoáng mà thôi, tiễn đưa người xót phận đơn côi. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua mộng ước tương lai đã làm con xa Thiên Chúa tình yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kính chào cộng đoàn phụng vụ, đặc biệt là tăng quyến của anh John Bautista Mai Thành Tiến. Mỗi một sự ra đi với người Kitô giáo, đó là một niềm hy vọng cho người ra đi và cũng là hy vọng cho mọi người ở lại. Vì lẽ trước mặt Chúa, người thân của chúng ta sẽ ở đó, để rồi trong mầu nhiệm các thánh thông công, người thân đó đại diện chúng ta, đại diện gia đình và tăng quyến, cũng có thể nói là đại diện cho cộng đoàn giáo xứ của chúng ta ở trước mặt Chúa. Những lời cầu nguyện của chúng ta đem lại hy vọng sự sống đời đời cho anh John Bautista, và cũng ở trước mặt Chúa, anh có thể cầu bầu cùng Chúa cho mọi người chúng ta. Cái niềm hy vọng Kitô giáo đòi buộc chúng ta gắn bó hơn khi Chúa gọi những người thân của chúng ta về với Ngài. Hành trình đời sống của chúng ta cùng đích là chính Chúa, cho nên mỗi người chúng ta không có ngại ngùng khi Chúa gọi chúng ta. Mình thưa xin vâng bằng tất cả con người của đức tin và đức mến. Mỗi một người chúng ta khiêm tốn để chúng ta thưa với Chúa cho chúng ta và cho anh John Bautista trong thánh lễ cuối cùng với anh giữa cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Giờ đây mọi người chúng ta hãy thành tâm ăn năn sám hối để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, đức tin của chúng con tuyên xưng rằng con Chúa đã chết và đã sống lại. Nhờ mầu nhiệm này, xin Chúa thương ban cho tôi tớ Chúa là anh John Bautista Mai Thanh Tiên đã an nghỉ trong con Chúa, nhờ người được hân hoan trỗi dậy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài chích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ của tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, chúng ta biết rằng nếu căn nhà chúng ta ở trần gian là thất lời này phải phá hủy đi, thì chúng ta có một tòa nhà do Thiên Chúa thiết lập, một chỗ ở vĩnh viễn trên trời không nhau tay người phạm làm ra. Bởi đó chúng ta đầy lòng tin tưởng và biết rằng bao lâu sống trong hoang xác này là lưu lạc xa Chúa, vì nhờ đức tin mà chúng ta tiến bước chứ không phải vì đã thấy. Vậy chúng ta tin tưởng và có ý muốn tốt lành là lìa xa thân xác và được ở bên Chúa. Vì thế, dù ở trong thân xác hay ở hậu xác, chúng ta cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Bởi lẽ tất cả chúng ta đều phải bước ra trước tòa Đức Kitô để mỗi người làm thấy những gì tương xứng với các việc tốt
hay xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. Đó là lời Chúa. Khi đến Bethania, Chúa Giêsu biết Lazaro đã được an táng 4 ngày rồi. Bethania cách Jerusalem chừng 15 dặm. Nhiều người Do Thái đến gặp Marta và Maria để an ủi hai bà vì người em đã chết. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Marta đi đón người, còn Maria vẫn ngồi ở nhà. Marta thưa với Chúa Giêsu: "Thưa thầy, nếu thầy ở đây thì em con không chết. Nhưng ngay cả bây giờ, con biết thầy xin điều gì cùng Thiên Chúa cũng sẽ ban cho thầy." Chúa Giêsu nói: "Em con sẽ sống lại." Marta thưa: "Con biết ngày tận thế khi kẻ chết sống lại thì em con sẽ sống lại." Chúa Giêsu nói: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta dù có chết cũng sẽ được sống, và ai sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?" Marta đáp: "Thưa thầy, vâng, con tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa đã đến trong thế gian." Đó là lời Chúa.
anh chị em cách riêng ta quyến rất thân mến. Trước giờ lễ thì tôi có nghe thầy Dục nói có một số bà con của anh Tiến không phải là người Công giáo, tôi đứng ở dưới tôi có nghe. Anh chị em chúng ta ở đây chắc hẳn là đã có đi thăm viếng phúng điếu nhiều người đã qua đời. Tôi hỏi anh chị em có để ý nơi cái bản mà cáo phó thì người Công giáo chúng tôi có điểm rất chi là khác, rất chi là khác. Sáng nay tôi dọn ít lời để chiều hôm nay chia sẻ, tôi có lên mạng, tôi có coi một số cái cáo phó. Thì nếu những người không phải là tín hữu Công giáo thì thường là viết như thế này: tin buồn, gia đình của chúng tôi xin báo tin ông bà ... tà thế hoặc là từ trần, hoặc là viên tịch, hoặc là vạn sanh. Đó, anh chị em để ý tự tôi nói đúng không? Nhưng mà đối với người tín hữu Công giáo của chúng tôi thì trên cái bản cáo phó đầu tiên nó có cái câu là trong niềm tin vào mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô, gia đình chúng tôi xin báo tin. Rõ ràng là ngay từ đầu nó có cái câu, mà cái câu đó là nói lên hầu như trọn vẹn cái ý nghĩa niềm tin của người Kitô hữu. Còn những tôn giáo khác các cha để ý không thấy có cái câu đầu tiên đâu, tôi dám chắc luôn không có. Chỉ có người Kitô hữu có cái câu trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, gia đình chúng tôi xin báo tin. Thậm chí thì tôi thấy có một gia đình là đề như thế này, trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, gia đình chúng tôi trân trọng báo tin. Trân trọng là nha, trân trọng hay á. Bữa nào nhớ học nhớ ghi lại nha, ghi lại bữa nào mà trong gia đình con người nên ghi trân trọng báo tin, thể hiện cái niềm tin rất chi là tràn trề hy vọng của người tín hữu Công giáo. Đối với một cáo phó của một nữ tu thì lại có ghi là 60 mấy tuổi đời làm con cái Chúa, mấy mươi năm đó khấn dầm trong hồi dầm nữa, tạ ơn Thiên Chúa từng chút một trong cuộc đời của mình. Cho nên chúng ta sẽ thấy ngay từ lời nguyện nhập lễ cha quản sứ đọc cũng nhắc lại cái điều đó, là Chúa nhờ mầu nhiệm tự làm và phục sinh. Đó là cái căn nguyên của niềm hy vọng người tín hữu Công giáo. Nếu không có cuộc tự làm và phục sinh của Chúa Kitô thì cái chết thật là mất đi cái ý nghĩa. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng trong cái nghi thức an táng, tôi lại thích thêm một chỗ nữa này, đó là nhiều người ghi là thánh lễ an táng, nói thẳng ra là lễ xong đem chôn, đem chôn. Nhưng mà có nơi lại ghi là thánh lễ đưa chân, thánh lễ đưa chân.
nghĩa đó là một cái cuộc hành trình của người anh em chúng ta anh tiến đây từ năm 67 sinh ra cho tới bây giờ được Chúa gọi về và cộng đoàn chúng ta đưa bước chân của anh tiến bước chân của anh trên cái đoạn đường về với Chúa. Quả thật là những từ ngữ tràn đầy chất chứa niềm tin và hy vọng. Trong nghi thức an táng cũng vậy, trong nghi thức tập liền cũng vậy, trong nghi thức đón tiếp quan tài lúc này cũng vậy, trong phùng bù thánh lễ cũng vậy, luôn luôn nhắc tới cái tư tưởng đó là về với Chúa và tin vào mầu nhiệm tự làm phục sinh. Cho nên tôi tìm được nhất nhiều cái từ ngữ mang cái ý nghĩa ví dụ như phục sinh vinh hiển, nhập đoàn với các thánh trên trời, an nghỉ trong Chúa, hưởng hạnh phúc vinh quang, được đấng chân chiên lành ôm vào lòng, vác trên vai, đưa về đoàn tụ cùng vua muôn đời, hưởng niềm vui bất tận cùng với các thánh. Đó là những từ ngữ mà lát nữa từ đây cho đến La Nghĩa ra anh chị em sẽ nghe lặp đi lặp lại, thể hiện một cái niềm tin và một niềm hy vọng của người Kitô hữu chúng ta. Thực ra mà nói, sách giáo lý của giáo hội Công giáo số 1006 nói như thế này: đối diện với sự chết thì bí ẩn về thân phận con người lên tới mức cao nhất. Và Chúa Giêsu trong cái bài tin mừng mà tôi đọc thì khi ngài tới gặp Lazaro chết thì ngài cũng chảy nước mắt khóc thương cho thân phận của con người. Theo lẽ thường tình, một người ra đi chúng ta phải khóc, và theo như tôi nghĩ anh chị em nên khóc nhiều không? Tôi nghe có người nói là một cái tôn giáo nào đó nói rằng đám tang là không được khóc. Không được, quan điểm của tôi là khóc nhiều luôn. Bởi vì sao? Bởi vì một con người ra đi sẽ theo lẽ thường tình nó quá đau đớn, nó quá chia ly cách biệt theo lẽ thường tình. Cách đây một tháng thì anh chị em nghe rầm rộ một cái cô bé tên thắng là Lucia Hồ Hoàng Anh, mới 18 tuổi trăng tròn đó, bị xe cá tông chết. Làm sao mà cha này không khóc được? Khóc chứ. Giống như một bài hát mà nói là phải khóc đi, khóc đi, khóc đi, đừng ngại ngùng, phải khóc. Vì cái thân phận của con người, chính Chúa Kitô này cũng khóc chứ. Hả? Nhưng mà cái niềm khóc thương của người tín hữu lại được niềm an ủi trong cái chết của Chúa Kitô và phục sinh cùng với Chúa Kitô. Chúng ta không phải khóc như những kẻ thất vọng, không cách điên cuồng, không một kẻ là không có một cái đích điểm, nhưng chúng ta khóc là lẽ thường tình của con người. Chúa ban cho chúng ta nước mắt, chúng ta khóc chứ, nhưng mà được an ủi, cảm mến cái sự ngọt ngào khi chúng ta có niềm tin phục sinh cùng với Đức Kitô. Anh Tiến hay dân tâm hồi hay còn gọi là anh Tiến Hoa Lâm, ai biết Tiến Hoa Lâm? Tôi về giáo xứ tâm hồi giúp xứ năm 2010, tôi cũng có quen anh Tiến nhiều. Anh Tiến Hoa Lâm là một con người phải nói là rất là thẳng, nóng nảy nhưng rất là nhiệt thành. Có gì nói đó, có bữa tiệc nào mà nhậu vô mà làm vài lon xong rồi anh em từng ba từng bảy kể chuyện này chuyện khác về cãi lộn ghê lắm. Tôi sợ nhất đó, tôi tìm cách tôi né, tôi tránh, tôi xoa bên này vuốt bên kia, còn không nữa là dễ cãi lộn nhiều lắm. Nhưng mà rất là nhiệt thành, tâm tùy hy sinh. Tiến Hoa Lâm là cái người mà cứ mình đưa người chết ra đám tang mà thấy ổng đây là cái Hoa Lâm nó chở cái trống nó cái sàn rồi đó, ổng á mình ra mình gọi ổng bắt vậy đó hả, nhả vậy đó, cứ buồn đùi chở
chia cái xe đó. Này biết ai chở cái họ không biết nữa. Suốt bao nhiêu năm làm cái công việc đó. Cho nên chúng ta thấy rằng cái con người vốn là nóng nảy, nhưng chất chứa trong đó nhiều điều mà tôi nghĩ cộng đoàn tâm hồn cũng rất thương ảnh. Đúng là tôi nghĩ thương ảnh. Ngồi mà nghĩ là tôi tin ảnh chị em thương con người này. Khi chúng ta đưa tiền ăn do anh Bautista tiến về với Chúa, chúng ta nhiều lúc ta cũng nghĩ là mình tiến một người, còn chúng ta chưa. Giống như chúng ta đang đứng ở ngoài cuộc vậy. Nhưng xin hãy nhớ, đời người sống và chết là quy luật. Cho nên khi anh chị em tham dự đám tang của một con người, thì xin hãy nhớ tới thân phận của chính mình, để cái thánh lễ an táng này, thánh lễ đưa chân này, xin ích cho cái người ở lại. Đó mới là vấn đề. Cái vấn đề này xin ích cho chúng ta, những người còn ở lại. Đẹp như hoa mùa xuân thì sớm nở cũng tối tàn, bền như lâu đài kia có ngày cũng sẽ dần tan. Xinh tươi là mấy người kiêu sa được mấy ngày, giàu sang có là bao thì có ngày cũng biến tan. Cao sang là nhà mấy tầng, khôn ngoan là mấy người, vinh quang là mấy lâu, hơn nhau rốt cuộc sang hèn như nhau. Và vào đời bàn tay trắng, lìa đời trắng đôi tay, sao mãi nhặt cho đầy, túi đời như mây bay. Chúng ta hãy sống như là những con người biết sống từng giây phút sao cho trọn vẹn. Cảm ơn anh Tiến ra đi cũng đã nhắc nhở mọi người chúng ta. Và để kết, tôi có một cái câu chuyện. Sự tích Thượng Đế tạo thành người cha như thế này. Thuở xưa, khi Thượng Đế tạo ra một người cha, thì Thượng Đế tạo một người cha có thân hình cao lớn. Thấy vậy thì thiên thần mới hỏi Thượng Đế rằng: cái em bé con của ổng chỉ có chút xíu thôi, nhưng mà sao ngài tạo người cha có thân hình cao to như vậy? Thượng Đế mới trả lời: người cha cao lớn như vậy để mỗi khi ông muốn hôn con mình, ông phải quỳ xuống. Mỗi khi muốn ẵm con mình, ông phải cúi xuống. Người cha luôn luôn cúi xuống trên con cái. Khi anh Tiến lớn mình, tôi có xuống thăm ảnh. Tôi đi thẳng vào trong cái phòng phía sau nhà đó, thì tôi thấy chị này, mấy đứa con và anh nằm trên cái nền. Thì ảnh mới đi ra được, vẫn đi được, cầm theo cái gói thuốc ngừa nữa. Nói với tôi là ra ngoài hàng hút thuốc à. Thì ảnh mới nói chị có chiếc xe tải nhỏ mới. Ảnh nói là con bán chiếc xe Hoa Lân rồi và mua cho con chiếc xe tải à. Cho nên những người con là người cha người ta đi, hãy khóc thật nhiều, nhưng mà hãy khóc và hãy sống xứng đáng với nước mắt của mình. Chúng ta không khóc như là ngửa nước mắt bên ngoài, mà hãy khóc bởi vì tới cuối đời vẫn bán chiếc xe hơn để mua cho con của mình chiếc xe. Không còn gì, người cha luôn luôn cúi xuống. Và Thượng Đế nói tiếp, người cha cao lớn là để con của mình muốn nhìn thấy cha,
thì con phải ngước lên mới nhìn thấy cha và luôn luôn là hâm mộ cha mình, cho dù người cha của mình có nhiều thiếu sót, ông Tiến thì có nhiều thiếu sót chuyện đó thì đương nhiên, nhưng cha của chúng con là vẫn luôn là người cha vĩ đại nhất và là người cha không bao giờ được thay thế. Cho dù có thiếu sót thế nữa, cho dù có lầm lỡ, cha của mình vẫn là số một. Đừng ngóng cha người ta, hãy ngóng cha của mình, hãy ngước lên nhìn cha của mình. Thượng Đế lại tạo cho người cha hai bàn tay to lớn rưng guốc và một đôi bờ vai rộng. Thiên thần hỏi: thưa ngài, để làm gì? Thì Thượng Đế mới nói là người cha là có phải bàn tay to lớn rưng guốc, cha sần và một đôi bờ vai rộng để che chở cho gia đình và con cái. Cho nên đôi bàn tay của các ông, tôi cũng bên vực các ông một tí. Mỗi lần mà lên rước người Thánh Chúa là tôi thấy các ông giơ đôi bàn tay của mình ra là chai sần hết đôi bàn tay của người cha. Và các bà lên giơ tay ra thì tôi thấy các bà tay hơi bị mềm đó, tay bị mềm hơn tay người cha, người cha chai sần nhiều hơn. Cuối cùng thì Thượng Đế mới lấy một ít nước rắc vào trái tim của người cha. Và thiên thần cũng ngạc nhiên hỏi: ngài rắc cái nước gì vậy? Thượng Đế mới trả lời: ta rắc nước mắt vào trái tim của người cha. Nhưng mà thiên thần hỏi rằng: tại sao lại không rắc nước mắt vào mắt mà rắc nước mắt vào tim? Thì Thượng Đế mới trả lời: con à, người cha nước mắt chỉ chảy trong tim mà thôi. Cho nên người ta mới nói rằng người ta ít thấy nước mắt của đàn ông, vì thực ra nước mắt đó đã chảy ngược vào trong tim. Chắc chắn ông Tiến khóc rất nhiều, mà vợ con không biết đó thôi, mà khóc rất nhiều. Và sự ra đi của anh cũng còn để lại nước mắt cho gia đình. Và đó là một cái niềm hy vọng để anh được ra đi cách thanh thản. Xin chia buồn với gia đình. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa với 55 năm cuộc đời của anh Tiến. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Gioan Baptista. Amen. Thank you.
xin Chúa thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa trong lòng thương thương, chúng con sẽ luôn luôn nhớ ơn Chúa và được an lòng hơn mỗi ngày. Đang khi chúng con mong đợi những hy vọng hồng hôn và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Vì xin Chúa xót thương khi xét xử,
để những đại biểu quốc vụ mọi sự chết được giải thoát khỏi tội lỗi, được giao hòa với chúng cha, được vị một tự nhiên lành mạnh trên vai. Anh John Bautista này đã được cùng niềm vui muôn đời và trong phần hạnh phúc với các thánh trong toàn bộ tầm quân cô hôm nay. Mọi người xin cho thành cảm ơn.
biệt bao người tôi xấu yêu. Xin đừng tiếc nuối làm chi, xin đừng khóc lóc sầu bi, vì nay tôi hết cuộc sống dương gian, tôi hết ngày tháng lo toan để vào một đời sống mới. Xin cầu Chúa xót thân tôi, xin người chớ chấp tội tôi để tôi đi tới tòa Chúa uy linh, xem xét tội phúc công minh, hướng ban hạnh phúc thiên chấp tội tôi để tôi.